Người ta bỏ cả cuộc đời để chạy theo cái đẹp, rồi bỗng dừng lại bởi một cái duyên. Vốn dĩ con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi chữ nợ và chia ly là do phận. Nếu đã là duyên thì dù có cách xa thế nào cũng tìm được đường gặp lại. Yêu nhau là một cái duyên, đến được với nhau thành vợ thành chồng lại là một cái nợ. Một khi chúng ta nên duyên vợ chồng là một điều hạnh phúc của cuộc đời. Hãy trân trọng nhau khi còn có thể, dù tương lai có xảy ra chuyện gì thì ngày hôm nay chúng ta vẫn là một gia đình nhỏ. Có ba loại nhân duyên khiến vợ chồng đến được với nhau. Duyên đến từ việc hai người có ân với nhau. Trong các loại duyên vợ chồng thì đây là duyên đem đến hạnh phúc mỹ mãn nhất, bởi vì sâu thẳm trong ý thức của một người tồn tại ý niệm dâng hiến một cách không oán, không hối, nên hai bên đều có thể hạnh phúc. Tuy nhiên, loại vợ chồng này không đảm bảo là không cãi nhau hoặc không ly hôn. Nếu cá tính không hợp thì vẫn có vấn đề ma sát khi sống chung. Khi cả hai cảm thấy có ân với nhau, tự khắc sẽ biết nhún nhường, yêu thương nhau, vì ta còn thiếu người kia một điều gì chưa trả hết và chỉ có thể một đời này bù đắp cho họ. Hãy sống như ta có ân với nhau để biết trân trọng nhau hơn. Duyên đến từ cái nợ của kiếp trước. Nợ ở đây không phải là nợ tiền mà chính là nợ tình. Một khoản nợ tình cảm được sắp đặt để chúng ta đến với nhau và dùng phần đời còn lại để yêu thương nhau. Ví như nếu kiếp trước bạn là đàn ông, bị một người con gái phụ bạc, lừa gạt tình cảm, cảm thấy không cam lòng. Như vậy kiếp sau bạn sẽ còn gặp lại cô ấy. Khi cô ấy, gái này, được gặp được bạn, cô sẽ nắm chặt tay bạn, không bao giờ để bạn chạy trốn nữa. Đây chính là vợ chồng vì khoản nợ tình cảm mà kết thành. Định mệnh sắp đặt cho chúng ta nên duyên vợ chồng để cùng xây dựng tương lai, chăm chỉ làm việc, không thiệt hơn khi sống chung với nhau. Duyên đến từ việc thiếu nợ lẫn nhau. Nợ càng nặng, ta lại càng yêu thương nhau hơn và gắn bó với nhau hơn. Những cặp vợ chồng nào đến với nhau và tự cảm thấy chúng ta nợ nhau một thứ gì đó thì hãy vui mừng, vì đó chính là người sẽ cùng đi hết cuộc đời này, bởi không phải dễ dàng mà ta cảm nhận được cái nợ ấy. Vợ chồng có thể kết thành chính là vì cân bằng nhân quả. Chính vì có nhân quả nên tình cảm giữa con người với nhau liên tục được cân bằng, không tồn tại bất công. Vì vậy, bất kỳ ai khi đã nên duyên vợ chồng cần phải quý trọng nhau mà chung sống, vì khoản nợ này sẽ còn thay đổi. Không được oán giận người kia, không được oán trời trách đất, vì oán thán sẽ khiến món nợ kia trả hoài không hết. Thật ngưỡng mộ những cặp vợ chồng tìm đến nhau vì duyên vì nợ, bởi đó là dấu hiệu của người bạn đời, là định mệnh đã sắp đặt cho bạn. Cho dù có phong ba bão táp xảy ra đến gia đình bạn thì hãy cùng nhau vượt qua. Có một câu chuyện Phật giảng như sau. Có một chàng trai đau khổ vì người yêu bỏ đi lấy chồng. Anh ta lên chùa và hỏi một vị sư thầy: tại sao con yêu cô ấy nhiều như thế mà cô ấy vẫn đi lấy người khác? Sư thầy mỉm cười và cho anh chàng xem một chiếc gương. Trong đó có hình ảnh một cô gái đẹp ra đi nằm bên đường. Mọi người đi qua đều bỏ đi, chỉ có một anh chàng dừng lại, nhưng cũng chỉ đắp cho cô ấy một cái áo rồi cũng bỏ đi. Mãi sau, có một chàng trai khác đến và đem xác cô gái đi chôn. Sư thầy nhìn anh chàng và nói: kiếp trước, anh mới chỉ là người đắp áo cho cô ấy thôi. Còn người chồng cô ấy lấy bây giờ chính là người kiếp trước đã chôn cô ấy. Đó chính là chữ nợ. Anh chỉ có duyên với người cô gái ấy thôi. Phật nói rằng cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi, kiếp này nối tiếp kiếp khác.
thừa hưởng và kế thừa lẫn nợ nhau. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Tục ngữ có câu: tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối. Ý câu này là những người có thể ngồi chung trên một chuyến thuyền đều là những người hữu duyên. Còn có thể kết thành vợ chồng thì giữ họ với nhau mối duyên càng thêm sâu đậm. Nói cách khác, tình cảm vợ chồng là loài sâu sắc nhất trong tất cả các loại duyên phận. Chỉ có điều là trong những duyên này có thiện có ác. Giữa người vợ và người chồng luôn có một sợi dây kết nối tinh thần lẫn thể xác để báo hiệu những điều may rủi trong cuộc sống hôn nhân của họ. Dù là duyên nợ nặng tình như thế nào đi nữa thì cứ yêu nhau, trân trọng nhau như lúc già đi.